vào đây các bạn đang quay quay. Cứ cầm đi. Chợ Điện Biên nhé. Đấy. Đấy, Thảo đây, đây toàn hải sản thôi. Không ăn chim. Chim to lắm rồi. Tôm cua áo cá. Bề bề. Tôm tích nữa hả? Ăn cái gì? Phải sang sang bên kia xem sang sang kia xem hàu với cái gì? Đây là tu hải trước đây. Tu hải ngon. Khoai mà không có đâu mà chị mượn mấy chị quay giờ lấy ai đến thôi thì bà lấy. Bà nhốt chán rồi. Hôm nay nó không có thật đâu nhá. Hôm nay không có con tu hải đấy hả cô nhỉ? Hôm nay không có con tu hải đấy nhỉ? Tu hải hết rồi con. Tu hải vừa hết xong. Con đã đi nhanh còn cân khỏi mới đem đi. Ăn tôm nhỏ đi con. Hôm nay thích ăn. Hôm nay thích ăn tu hải rồi. Đi ăn nhờ hết rồi. Nhà đóng cửa sớm chưa nhờ. Bên đây ốc ếch, bên đây nhiều hơn. Không luôn. Sò đấy nhau. Sò gì đây chị? Sò huyết. Sò lông. Sò lông. Đây đâu có sò huyết. Đây không bắt lừa. Sò lông. Sò huyết 200.000 một cân. Tận Quảng Ninh mà đang không quay ăn vô bờ bùn. Hàu bao tiền đây ạ? Hàu 50.000. Ăn hàu đó làm ruột hàu đấy. 200. Không, như là về nướng mỡ. Nướng mỡ hạnh đó. Nướng nhỏ lắm. Đang gầy hàu. Tu hải có nhỏ hôm nay. Tu hải. Mùa bán được mùa mà thằng lấy trong. Nhà cô là bán thế này. Nhưng mà phải mùa hè cô mới buôn. Nhà hàng ăn thì mới buôn được mùa hè. Chứ mùa đông đi ai ta ăn. Đóng 5 cân tu hải mất tiền cước. Cô phải mua đóng cái đây là một này. Heo hay cùi này. Đó, ốc móng tay vàng này. Có móng thịt Việt Nam lấy về mỗi tí 3-4 thứ khoảng có tầm 30 cân thì đi. Đây thì xong có cái này không? Không, đây không có ai có đâu, có mình nhà cô bán thôi. Chị đã có tu hải có tô thì cứ mới còn tu hải nuôi thì ăn ra cái đó. À, lại nhớ nữa. Dạ. Mời công em. Em mà chẳng có chi đây đâu ạ.
chả có chi gì à? Đây là nhiêu? Đó. Hầu là mình phải nấu để chia mà. Ăn nấu hay là ăn nước? Nướng thì đi nhỏ tí. Nướng thì cái là tí đấy. Tại cái mặt đây nhiều nước. Nướng nhỏ, đi nhỏ. Hầu chỉ có riêng còn nhỏ. Chỉ ăn chứ cái không to thì lấy. Hai. Sáu cao sáu cùng như nào? Ăn có được cái động như ăn to. Ăn gì? Không nghe à? Thôi đi. Thế lại đi về à? Đi về à? À, kêu cái bàn kia. Đây, hai cần, hai cần vẽ. Thật. Hôm nay cũng không có cái con ốc mở nữa nhờ. À, đã đi về và không mua được gì. Anh thờ cái quần trắng của ta mặc là hơn má ghế của tôi má một thâu hai năm nghìn cái tuổi rồi mình ngồi cái này nó này nó nhéo nó quạt cổ xấu rồi nhớ mà cái cổ hàng hóa là nó thanh gì mà không có tuổi qua chỉ sạn với thờ cầm cái quần này buồn nó gì là cái gì là ở mô cái gì là hòa lặng nó ngay không hòa lặng ngay ở biển Sầm Sơn khoáng đinh là hàng này dễ chua đi cái nào mày bán hả cái lên trăm cái đi hết nằm ngay ở cái không cái cây đá ở chỗ cửa công ty nè hắn nằm ở cái đá chỗ trước mặt giờ chờ nên là người Việt Nam mình định cư ở Trung Quốc nuôi mau hắn ra Trung Quốc hắn kiếm được cái áo lạnh nón lạnh hay là người Trung Quốc sang Việt Nam nuôi đúng hết Trung Quốc đến mua mình hàng Việt Nam nó không mua chạy ra đây cân đồ anh cân anh nhỉ cân này người cân thiếu à đủ rồi thêm lấy tình cảm mà nó đủ chứ người ở đây bắt thiếu. À, chị Linh mua rau cho anh nhỉ? Bao nhiêu cây số mà? Bao nhiêu vũ khí xe máy 100 cây số một giờ lên đến đây phải tử tế chứ nhờ chứ có đi đường được chứ. Và chị Linh mua rau cho nhỉ? Anh nhìn cái vườn. Đấy, chưa chọc như bây giờ. Hết rồi. À, từ con đi chỗ đi hết rồi, còn đâu? Còn lấy thôi, hôm nãy không. Đây ý qua mình mua thêm gì đúng không? Thừa ăn nè. Để đâu cũng bà chạy về nhà lấy thêm đi. Cô ăn không? Cô ăn không? Cô cũng không đem được cá cả thôi. Thế nó đắt. Đây cú thằng em nó đi lặn nó làm suốt nó để cho ít chứ còn ngồi bán chợ Sầm Sơn đắt lắm không được. Đây là mua hôm nay chỗ trên chùa con tin họ đi lặn về họ có áo lặn đấy chứ. Cái hàng lặn thì bắt thầu. Hàng Quảng Ninh với mùa hè đây. Chứ Quảng Ninh ngon hơn là mình ngon là mùa hè mới nuôi được hải sản đúng không? Hải sản đó hàng hải tự nhiên nhưng mà người ta đem về cá cứ người ta phục vụ khách. Nhưng mà ở Quảng Ninh ngon hơn ở mình bà không đẹp không? Không, ai qua đất của mình cái chi chẳng muốn. Cũng quần ngao mà cái quần ngao này nó ngọt này mà quần ngao ở Quảng Ninh nó chắc, chuột mặn mà chắc. Nó đây lên bao bao tiền mà, không còn tiền. Quần 8 thừa, cần 8 tính cho cần 8. 120 mà trừ đi 2 chục cái cô chú quần 100 nhá. Đó hết cả quần gì. Bán 140 với 7 chục cái họa đó. Quần ở đây lấy cần 8, cần chính là chú quần 100. Chín chục rồi. Cái này bà vừa đòi 230 cân. Thì đây nhưng mà chị bán 70, còn đây 230 cân. 230 cân đây là phải 120. Trăm ba cân mà lấy 120 nhỏ. Nó mẹ mất rồi. Ngon mà to. Hôm nay làm 3 món. Cá trích nướng, vẹt xanh khổng lồ hấp
tôm ra ăn cơm lấy cái cạnh đi đi mẹ thằng cua Canada. À hôm nay lại còn triệu mấy đấy. Đây mình chậm xe. Cụ không lấy gì nhỉ? Cụ không lấy cái bàn trải này khó sạch ạ. Cụ làm mạnh mặn lên đi. Không, để cắt cái ấy thì đã cắt cái lông đã không tí nữa. Thì rửa xong thì tôi mới cắt xả ướt. Đấy nhá. Em bỏ nó vào và hấp. Bình thường. Không có gì khó. Bỏ vừa nước không? Đấy, này lại ăn vẹm. Đấy. Chắc ngon lắm à. Chấm nước mắm. Có vẻ ngọt hơn cũng nhỉ. Ngọt hơn luôn. Ngọt. Không có uống nước mắm. Thử gà phát nào. À, đến cá trích nướng ơi. Thụi nước mắm thần thánh này. Hay đó. Ăn cá nha. Ngon. Tuyệt vời. Tôi có mèo.